Hoan hỷ chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh Đức Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ ba ngày 6 tháng 6 năm 2023 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Ất Mùi tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành Niên Mệnh, Sa Trung Kim, ngày Ất Mùi tức Can Khắc Chi, nghĩa là màu khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm, Sa Trung Kim, Kỷ Tuổi, Kỷ Sửu, Quý Sửu, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi, nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Mùi, lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi, thành một cục, xung với Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày, có các sao tốt như sao Nguyệt Đức, tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao Thiên Phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao Nguyệt Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết. Sao Lộc Khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Sao Ích Hậu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao Minh Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thổ Ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự. Sao Thiên Tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương. Sao Nguyệt Yếm Đại Họa, xấu đối với xuất hành, giá thú. Sao Cửu Không, kỵ về xuất hành, cầu tài, khai trương. Sao Quả Tú, xấu đối với cưới hỏi. Sao Phụ Đầu Giáp, kỵ về khởi công, động thổ. Sao Tam Tang, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 6 tháng 6 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ ba ngày 6 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý có một ngày khá vất vả nhưng thành quả chẳng đạt được là bao do ảnh hưởng của cục diện tương hại thái tuế gây ra. Ngày này bạn tốt nhất không nên mưu cầu toan tính làm ăn, đầu tư vì kết quả sẽ không quá khả quan. Hung vận quá lớn còn cảnh báo bản mệnh về nguy cơ xuất hiện kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay hòng vu oan, hủy hoại danh tiếng của bạn. Bạn nên thận trọng và cảnh giác trong từng lời ăn tiếng nói, đặc biệt là cần phải kiểm tra kế hoạch đã hoàn thành thật kỹ càng trước khi giao nộp kẻo có kẻ lợi dụng sơ hở để nắm thóp. Ngày thủy thổ xung khắc, con giáp này và nửa kia có thể xảy ra nhiều vấn đề xung khắc khi cả hai đều coi trọng cái tôi của mình hơn là lắng nghe và cảm nhận xem điều đối phương thực sự muốn là gì. Khoảng cách ngày càng xa sẽ giết chết tình yêu của hai bạn. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, vất vả nhưng thành quả đạt được không nhiều. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, không nên mưu cầu toan tính làm ăn, đầu tư. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, đề phòng tiểu nhân ném đá giấu tay. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, thận trọng và cảnh giác trong lời ăn tiếng nói. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, chớ nên để cái tôi giết chết tình yêu. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 04, số 63, số 25. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, đen.
quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Tiếp nối tử vi ngày mới, phương Đông chỉ rõ, người tuổi Sửu gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, nên vận trình tiềm ẩn nhiều mối hung hiểm mà bạn không thể lường trước hết mối nguy. Nếu đã không thể phòng tránh ngay từ đầu, bạn nên cố gắng giữ sự bình tĩnh để có thể sáng suốt đương đầu với mọi rắc rối. Các mối quan hệ xã giao của Sửu trong ngày này cũng chưa thực sự suôn sẻ như ý muốn. Có thể bạn có lòng tốt quan tâm và nhắc nhở người khác, nhưng đồng nghiệp lại hiểu sai và cho rằng bạn đang cố lên mặt dạy đời. Chính điều này khiến đôi bên có hiểu lầm, không khí trở nên căng thẳng. Chuyện tình cảm trong hôm nay cũng không có tiến triển thực sự rõ rệt. Tình trạng chiến tranh lạnh này đã kéo dài được một thời gian rồi, nhưng bạn vẫn chưa thể tìm được cách để hòa giải và tháo gỡ với người ấy. Thái độ hờ hững của đối phương cũng khiến bạn gặp nhiều khó khăn. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, vận trình tiềm ẩn nhiều mối hung hiểm. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, cố gắng giữ sự bình tĩnh để suy nghĩ sáng suốt. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, mối quan hệ với đồng nghiệp xảy ra hiểu lầm. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, chiến tranh lạnh giữa đôi lứa vẫn tiếp tục. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, chưa tìm ra cách hòa giải tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 23, số 97, số 11. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, vàng. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dần. Trong ngày bị hung tinh kiếp tài chiếu mệnh, tuổi Dần chẳng những gặp khó khăn trong việc tìm cách cải thiện thu nhập mà còn dễ thất thoát một khoản không nhỏ do đặt niềm tin sai chỗ. Bạn quá dễ tin tưởng người khác mà không kiểm chứng thông tin nên bị lừa gạt là điều dễ hiểu. Con giáp này cần xem xét lại các mối quan hệ của mình, đừng dễ dàng trở nên thân thiết với những người mà chưa thực sự biết họ có đáng để tin tưởng hay không. Nếu như trao niềm tin của mình cho người không xứng đáng, bạn vừa hỏng việc lại còn phải trả giá bằng tiền bạc nữa. Cũng trong ngày này, chuyện tình cảm của bản mệnh có dấu hiệu sa sút. Người ấy đang cảm thấy vô cùng ngột ngạt trong mối quan hệ này khi lúc nào bạn cũng muốn kiểm soát đối phương. Mỗi người đều cần có không gian riêng, bạn nên tôn trọng điều đó. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, gặp khó khăn khi tìm cách cải thiện thu nhập. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, dễ thất thoát tài chính vì đặt sai lòng tin. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, cần xem xét lại các mối quan hệ của mình. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, chuyện tình cảm có dấu hiệu sa sút. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, cần có không gian riêng trong tình yêu. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 17, số 58, số 94. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mão. Bước sang ngày mới được cục diện ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi trợ mệnh, người tuổi Mão may mắn có được vận quý nhân phù trợ, nên mọi việc đều suôn sẻ, hanh thông. Con giáp này chỉ cần thực hiện mọi chuyện đúng như kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu của mình. Ngày này Mão trở nên hăng hái nhiệt tình hơn hẳn, giải quyết mọi việc đâu vào đấy, thậm chí còn tốt bụng giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, bạn nên bớt bao đồng lo chuyện thiên hạ, tập trung làm tốt chuyện của mình trước đã,
đôi khi nhiệt tình quá lại thành làm phiền người khác đó. Tình hình tài chính ổn định, tuy nhiên vì con giáp này vẫn luôn lo lắng, canh cánh trong lòng chuyện tiền bạc nên bạn có thể sẽ khó ngồi im quá lâu. Đầu tư kinh doanh trong thời điểm này cũng là ý kiến không tồi, nhưng bạn cần tìm hiểu thật kỹ trước khi bắt tay vào làm. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, mọi việc đều suôn sẻ nhờ có quý nhân phù trợ. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, làm việc theo kế hoạch là có thể đạt được mục tiêu. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, trở nên hăng hái nhiệt tình hơn hẳn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nên bớt bao đồng lo chuyện thiên hạ. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tình hình tài chính ổn định, có thể đầu tư. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 78, số 28, số 12. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Tử vi hàng ngày dự báo, người tuổi Thìn đón vận trình trong ngày thứ 3 này khá sáng, nhờ chính tài hỗ trợ. Bản mệnh tự tin thực hiện được những kế hoạch và ý tưởng độc đáo của mình, đạt được những bước tiến quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Thời điểm này, bạn cảm thấy rất hào hứng và tự hào khi có được thành công nhờ vào chính năng lực của mình. Chính điều đó đã tạo ra động lực vô cùng lớn để bạn thêm nỗ lực hơn. Bản thân con giáp này cũng không phải người dễ dàng hài lòng khi đạt được điều gì đó. Hôm nay cũng là ngày nhân duyên vô cùng khởi sắc, đào hoa nở rộ mang đến nhiều tin vui cho con giáp này. Tình yêu đôi lứa sớm đón nhận niềm vui, mối quan hệ giữa hai người cũng có sự tiến triển vượt bậc. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, vận trình rực sáng, tự tin thực hiện kế hoạch. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, đạt bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, hào hứng khi thành công bằng năng lực bản thân. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, có động lực để thêm nỗ lực trong tương lai. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, nhân duyên khởi sắc, đào hoa nở rộ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 16, số 96, số 07. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tý, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Ngày ngũ hành hỏa sinh thổ, vận trình tình cảm của người tuổi Tỵ trong hôm nay có nhiều biến động, thật may vì mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tích cực. Bản mệnh có thể sẽ tìm thấy được tình yêu mà mình mong đợi đã lâu khi đã chịu mở lòng mình hơn. Chuyện tình yêu đến một cách bất ngờ và chóng vánh khiến con giáp này không chuẩn bị bất cứ điều gì. Mối quan hệ phát triển nhanh chóng như thể cả hai đã có duyên từ kiếp trước khiến cho người tuổi Tỵ cả ngày tâm trí cứ lâng lâng và chẳng quan tâm tới điều gì ngoài hạnh phúc mình đang có. Song chính điều đó cũng đang khiến cho con giáp này trở nên sao lãng trong công việc, thiếu đi sự tập trung và tỉnh táo. Nhất là trong ngày thương quan nhập cục, những sơ sót nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường, bản mệnh cần nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ cũng như tinh thần làm việc của mình. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, vận trình tình cảm biến động theo hướng tích cực. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, tìm thấy được tình yêu mà mình mong đợi đã lâu. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, chìm đắm trong hạnh phúc mình đang có. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, sao lãng trong công việc, thiếu đi sự tập trung. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, sơ sót nhỏ có thể gây ra hậu quả khôn lường. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao.
tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 26, số 15, số 77. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Ngày mới được thực thần chiếu mệnh, người tuổi Ngọ đón nhận khá nhiều tin vui về việc kinh doanh, các kế hoạch buôn bán diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Đơn hàng lưu thông trơn tru, khách hàng tấp nập đặt hàng, vì thế mà lợi nhuận trong ngày cũng tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, việc cầm trong tay một khoản tiền lớn giúp bạn chi tiêu khá rủng rỉnh nhưng đồng thời cũng dễ phung phí quá mức cần thiết. Bạn nên có kế hoạch tài chính cụ thể để không mua sắm vô tội vạ. Ngoài những khoản tiết kiệm thì cũng nên có đầu tư vào các lĩnh vực khác để tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên trong ngày thứ 3 nở hoa phơi phới, con giáp này có thể sẽ gặp được một nửa yêu thương mà mình mong ngóng từ lâu. Bình thường bạn không tin vào tình yêu sét đánh thế nhưng hôm nay bạn sẽ thấy bất ngờ vì điều đó lại đến với chính mình. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, kinh doanh buôn bán diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, đơn hàng trơn tru, lợi nhuận tăng lên. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, chi tiêu rủng rỉnh hơn nhưng chớ nên phung phí. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, nên có kế hoạch tài chính cụ thể. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, có thể gặp được một nửa yêu thương. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 89, số 04, số 64. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tím. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Hôm nay, năng lực làm việc của tuổi Mùi được dịp phát huy triệt để. Tuy nhiên, có vẻ như bạn không được cẩn thận cho lắm, có việc tưởng đã hoàn thành nhưng bỗng xảy ra sơ suất dẫn đến phải làm lại từ đầu. Nếu không bỏ tính cầu thả này và rèn cho mình thói quen cẩn thận hơn thì công việc khó mà thuận lợi được. Thiên tài sẽ mang tới tin vui tài chính cho con giáp này. Nếu đang có ý tưởng kinh doanh nào, bạn nên bắt tay thực hiện ngay. Đây là thời điểm vô cùng thích hợp để bạn thực hiện những dự án ấp ủ còn dang dở, tỷ lệ thành công không nhỏ đâu. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, nếu vẫn muốn mối quan hệ tiếp tục, bạn nên xem xét lại thái độ của mình suốt thời gian vừa qua. Dường như bản mệnh đang quá thờ ơ và vô tâm trong chuyện tình cảm, điều này sẽ khiến đối phương tổn thương, chuyện tình yêu cũng dễ tan vỡ. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, năng lực làm việc được dịp phát huy triệt để. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, nên làm việc cẩn thận để bảo vệ thành quả của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, có thể bắt tay thực hiện ý tưởng kinh doanh đã ấp ủ. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, bất cẩn dễ dẫn đến sơ suất trong công việc. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, tránh thờ ơ và vô tâm trong chuyện tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 64, số 27, số 85. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Tuổi Thân có một ngày làm việc tập trung và đạt hiệu suất khá cao nhờ chính quan che chở. Công việc tiến triển ngoài sức tưởng tượng khi bạn còn nhận được những sự hỗ trợ kịp thời. Thật tuyệt khi luôn có những đồng nghiệp,
bạn bè ở bên giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn. Đây cũng là thời điểm bạn nên xây dựng những mối quan hệ thân thiết với mọi người xung quanh, đặc biệt là những người có thể hỗ trợ bạn biến ước mơ thành hiện thực. Hãy chủ động mở rộng vòng xã giao, tăng cường cơ hội gặp cả quý nhân nữa nhé. Thổ sinh kim cũng giúp tình cảm lứa đôi thêm thăng hoa. Vợ chồng trải qua nhiều năm chung sống vẫn giữ được tình yêu như thuở ban đầu. Nhiều người nghĩ hai người phải có bí quyết gì đặc biệt lắm, nhưng thực ra sự tôn trọng và tin tưởng đã giúp hạnh phúc của bạn luôn bền vững. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, làm việc tập trung và đạt hiệu suất cao. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, được hỗ trợ để hoàn thành công việc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, luôn có đồng nghiệp, bạn bè ở bên giúp đỡ. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, nên xây dựng mối quan hệ hữu ích cho tương lai. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, tình cảm lứa đôi thêm thăng hoa. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 16, số 88, số 22. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ, Thìn, Tý, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Ngày mới, ảnh hưởng của hung thần thiên quan, tuổi Dậu dễ gặp nhiều điều xui xẻo xảy tới trong ngày hôm nay. Con giáp này có thể sẽ bị đối thủ chơi xấu gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy bản mệnh cần phải hết sức thận trọng trước khi đưa ra quyết định. Vận tài lộc tụt dốc, tiền bạc nhanh chóng tiêu tan, người tuổi này có thể sẽ gặp họa vì sự cả tin của mình. Bản mệnh vô cùng muộn phiền vì không những mất tiền mà tình cảm cũng đổ vỡ, đây quả là bài học đắt giá dành cho bạn. Bù lại, tình cảm tốt đẹp giúp vớt vát phần nào vận trình của Dậu trong ngày này. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách trong tình yêu, con giáp này có thể yên tâm hơn khi luôn có người ở bên cạnh và tâm đầu ý hợp với mình. Tình yêu cũng giúp cho bản mệnh có thêm động lực phấn đấu trong công việc. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, dễ gặp nhiều điều xui xẻo xảy tới. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, có thể bị đối thủ chơi xấu gây hậu quả lớn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, hết sức thận trọng trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, vận tài lộc tụt dốc, tiền bạc nhanh chóng tiêu tan. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, tình yêu mang tới động lực phấn đấu. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 14, số 21, số 73. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Ngày mới, gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi gây cản trở, tuổi Tuất có thể bị tiểu nhân chọc phá, chơi xấu trong ngày hôm nay. Vốn là người hiền hòa nhưng với sự việc xảy ra lần này, bạn không khỏi bức xúc, đôi khi bạn giúp đỡ người khác một cách vô tư nhưng lại vì đó mà chịu điều tiếng xấu. Ngày này bạn cũng được khuyên chớ nên vội vàng đưa ra quyết định gì liên quan tới chuyện tiền bạc, càng là giao dịch số tiền lớn thì càng cần hết sức cẩn thận vì có thể mắc phải sai sót. Bên cạnh đó cần tránh xa những trò đỏ đen, giữ chặt túi tiền của mình, đề phòng trộm cắp. Chuyện tình cảm đôi lứa không có nhiều biến động, tuổi Tuất và một nửa vẫn dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc thường xuyên nên tình yêu luôn đong đầy. Thường ngày bạn cũng nên chủ động bày tỏ cảm xúc, đừng lúc nào cũng cố che giấu. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, có thể bị tiểu nhân chọc phá, chơi xấu. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, vô tư giúp người nhưng có thể mang tiếng xấu. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, chớ vội vàng đưa ra quyết định về tiền bạc. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim,
cần tránh xa trò đỏ đen, giữ tiền cẩn thận. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, tình cảm đôi lứa không có nhiều biến động. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao; tài lộc, đánh giá đạt 3 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 11, số 68, số 21. Giờ tốt: từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi. Vận trình ngày mới được cục diện ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi trợ mệnh, đây là tín hiệu tích cực cho những mong mỏi về phương diện tình cảm của Hợi. Các cặp đôi ngày càng cảm thấy hợp nhau hơn, hai bạn đều biết thông cảm và tin tưởng lẫn nhau. Nhìn chung bạn sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc đong đầy nỗi nhớ và muốn bên nhau từng giây từng phút. Người độc thân có thể sẽ được người thân, bạn bè giới thiệu gặp gỡ những người có tính cách, sở thích khá tương đồng với bản mệnh, khả năng phát triển thành tình yêu cũng cao hơn. Song con giáp này cần tỉnh táo và sáng suốt để chọn người phù hợp với mình. Chính ấn cũng giúp công việc của bạn khá trôi chảy. Con giáp này có thể được cấp trên cất nhắc, khách hàng trợ giúp nên có cơ hội đạt thành tích cao, nắm giữ được vị trí quan trọng hơn. Với những người làm nghề liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu, phân tích, học thuật thì đây chính là cơ hội để bạn chứng minh năng lực của mình. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, các cặp đôi ngày càng cảm thấy hợp nhau hơn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, tình cảm đong đầy nhờ sự cảm thông. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, người độc thân được giới thiệu đối tượng phù hợp. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, công việc trôi chảy, có thể được cất nhắc. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, nên mạnh dạn chứng minh năng lực của mình. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao; tài lộc, đánh giá đạt 4 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 27, số 87, số 16. Giờ tốt: từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, đen. Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão, Dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.